Vâng, bây giờ các bạn sẽ đi cùng Duyên Vũ quay bơm xe lập vườn coi nghe các bạn, lập vườn nha các bạn. Đi vô cái vườn của Duyên Vũ coi thử coi. Như đây là trăm cây lập vườn rất là đẹp nha các bạn, đây nè. À, hơi xa xa các bạn thấy. Đấy, chúng ta lại gần chút xíu nha các bạn. Đây. Rất là đẹp nha các bạn. Giống như cây tùng, giống như cái không nha các bạn. Đây. Quay gốc cho các bạn coi nha các bạn. Nó là gì nè các bạn? Ồ, bông và trái luôn hả? Bây giờ chưa thấy là trái lập vườn nha các bạn. Ra trái luôn các bạn ơi. Bông nè. Bông nè các bạn. Đây chúng ta đi dài tu xuống mới xong rồi. Cả trăm cây nha các bạn. Đây, đều thành phẩm hết rồi. Bông rồi các bạn. Mấy cây này mấy cây nhỏ nha các bạn. Để mình dẫn các bạn đi xuống đây dưới sông nhiều cây lắm các bạn. Đây, bông đó nè các bạn. Rất là đẹp các bạn. À, dùng xuống đó tươi các bạn. Trái luôn các bạn. Nhìn đẹp lắm nha các bạn. Đây. Đó. Mấy cái kia cái nhỏ nha các bạn. Mấy cây trên kia đó lại là rất là đẹp. Đây các bạn, xuống tới cái mới xong này các bạn. Thấy không các bạn, thấy không? À. Đây. Đây đó. Đây là mới xong rồi, đi xong rồi. Đây các bạn. Đây, rất là đẹp nha các bạn. Cái này mà ngôi nhà của chúng ta trồng một cây ở trước thôi các bạn là nó đẹp rồi các bạn. Có biệt thự càng tốt nữa, biệt thự trồng rất là đẹp luôn các bạn. Đây, bông có hết nha các bạn. Cái này nhỏ nhưng mà có dáng tạo hết trơn rồi. Đây. 100 cây các bạn. Bạn nào có nhu cầu liên hệ với Vũ nha. Làm công viên hoặc là công trình gì đó các bạn. Các bạn lên mấy cây này đẹp lắm các bạn ơi. Đây. Đó. Mấy cây này thành phẩm hết trơn rồi các bạn. Đều có bông hết nha các bạn. Nằm ra bông hai lần nha các bạn. Đó, xa xa cái cây đó các bạn thấy không? Rất là đẹp. Đó.
nhìn giống như là cái thông nha các bạn. Nhìn không nghĩ là cái lộc vừng này, tưởng là cái mai thôi nhưng cái này là lộc vừng các bạn. Lộc vừng nha các bạn.